Hiệu quả bất ngờ công lực của Nắp Hai Gai trong việc xử lý rút cơi. Từ khi ra mắt đến nay, công ty Nam Phương đã cung cấp ra thị trường đều đặn hơn 500 khúc mỗi ngày và hàng đã càng hút hơn khi bà con dân bước vào vụ đông xuân. Và điều gì đã tạo nên công lực của Nắp Hai Gai chiếm lòng tin của cô bác nông dân lớn lao đến như vậy? Xin mời cô bác hãy lắng nghe. Anh mời chưa? Dạ anh Tư. Nắp Hai Gai á là nó mang cái tỷ lệ diệt trừ lúa cơ chưa từng có từ trước đến nay luôn á anh Tư. Lên đến 90%, không chỉ phá hủy triệt để cái mầm lúa cơ mà còn phân hủy nhanh luôn cả gốc gạ, bổ sung lại nguồn phân hữu cơ cho đất, nên bà con mình rất là tin dùng và giới thiệu cho rất nhiều bà con khác. Để mà phát huy hiệu quả tối đa cái Nắp Hai Gai này là mình phải xử lý ngay từ đầu vụ. Cũng giống như là những cái bà con mà ở khu vực mà đang nước rút như thế này nè. Đây là cái thời điểm vàng để mà mình xử lý cái Nắp Hai Gai này. Mình xử lý đúng theo những cái hướng dẫn của công ty thì tỷ lệ diệt sạch lúa cơ trên ruộng của mình gần như là tuyệt đối luôn anh Tư. Và bây giờ mời quý cô bác bà con hãy lắng nghe bà con dân nhận xét về công lực của Nắp Hai Gai xử lý hột lúa cơi như thế nào. Tôi đã sử dụng cái Nắp Hai Gai này nay đã được 2 mùa rồi, nó diệt được cái lúa cơi lúa ma khoảng cả 90%, tôi rất là hài lòng. Xong đàng hoàng chân mình vô nước là mình xích nó liền thì 5 ngày sau nó trở thành một cái vỏ, một cái hạt lúa đen chứ nè, hạt lúa đen nè. Rất là đạt không nè, hột lúa cỏ đây nè đang xì nè, rất là đạt chưa nè, nè xì hư sữa nè, rõ ràng. Tại vì mình chứng minh nó nhiều ấy, là bữa hôm trước xịt ra ngoài là tôi xuống là một đống gì nè, mà tôi bóp xịt vậy, tôi nổ xong cái này không xịt cái gì, ông nói xịt Nắp Hai Gai chứ không phải không xịt, là bữa này nãy nó mầm hết trơn rồi. Nắp Hai Gai giải pháp đột phá trong xử lý lúa cơ bằng vi sinh, cùng bà con khởi động vụ đông xuân sạch bóng lúa cơ, mang lại một mùa vụ bội thu với chi phí tiết kiệm nhất.